The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy kính chào quý vị và mời quý khán giả cùng đến với Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, có một vị khách mà trước đây Jimmy có mời lên chương trình để cùng tâm tình với khán giả. Qua buổi nói chuyện lần đó thì khán giả đã yêu cầu Jimmy mời ông trở lại rất là nhiều lần. Nhưng mà nay thì chúng tôi mới có duyên gặp lại và cùng tâm tình với khán giả. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón Nam Chân Ca Tuấn Ngọc. Chào Jimmy, kính chào quý vị khán giả, khán thính giả. Xin hỏi ngay là lần trước đó khi mà Jimmy được phỏng vấn thì gọi bằng anh. Thì sau cái show đó thì nhiều người cũng nói tại sao không gọi là bằng chú, bằng bác, gọi bằng anh. Vậy thì bây giờ thôi có đương sự ở đây thì không biết là Tuấn Ngọc muốn Jimmy gọi bằng chú hay bằng anh? Gọi gì cũng được hết, thoải mái thôi. Dạ, thì giống như là trong gia đình như chúng tôi cứ gọi ở ngoài là bằng anh thì bây giờ gọi bằng anh tiếp nha. Thưa anh, nhắc đến anh thì quá nhiều câu chuyện để hỏi. Và đặc biệt nữa là trong tháng 3 ngày 28 này thì được biết là anh sẽ xuất hiện trong chương trình nhạc chủ đề của nhạc sĩ Từ Công Phụng Trên Ngọn Tình Sầu, anh cùng với các ca sĩ khác. Thì một lát nữa sẽ có nhạc sĩ Từ Công Phụng sẽ cùng tâm tình với khán giả. Thì bây giờ trở lại với anh một chút xíu là cái thời gian ban đầu đó, thì anh có thời gian ở Đà Lạt? Tôi sinh ra Đà Lạt. Ở đó bao nhiêu lâu thưa anh? Ở đó tới... thì hình như tôi nhớ không lầm là năm 1953 thì dọn vào Sài Gòn. Dạ. Ôi là từ Bắc là đi vào trong không, Đà Lạt. Không, đẻ sinh dạ. Đà Lạt. Dạ. Nhắc đến anh thì em thấy là nhắc nhiều đến với nghệ sĩ Lữ Liên là thân phụ của anh. Còn vậy thì mẹ của anh thì có là nghệ sĩ không? Không, chỉ là nội trợ thôi. Dạ. Vậy thì hồi bé bà có ủng hộ hay khuyến khích các anh chị? Rất là thích cho con cái của mình trở thành nghệ sĩ hay là ca sĩ nhỉ? Rồi. Thành ra với nói với bố tôi là coi như là một cái chỉ thị, ra lệnh là ông phải dạy các con để trở thành ca sĩ. Cũng may là vì tôi thấy tôi hát tới tuổi này thì thấy tôi rất là người rất là may mắn. Dạ. Được đi hát. Đúng rồi. Và tên tuổi của anh thì tới hôm nay khán giả vẫn yêu thương, đặc biệt là những bài tình ca. Bố anh là nhạc sĩ viết những bài hát về hài hước, chí dỏm. Vậy thì anh có tập hát những bài đó hay không? Tại vì tôi đi theo tân nhạc từ hồi còn nhỏ đó. Dạ. Thì sau thì là hát nhạc ở Mỹ. Dạ. Chắc lúc đó Jimmy chưa có sinh ra. Dạ, đúng. Năm, để coi cái năm khoảng cuối thập niên 50. Dạ. Là nhạc Mỹ bắt đầu vào Việt Nam mình nhiều lắm. Dạ. Thì tôi bắt đầu coi như bỏ hát nhạc Việt Nam và theo nhạc Mỹ.
Mà lúc bé có học chương trình của Tây hay của Mỹ mấy bài học gì? Ở Việt Nam thì ai cũng học ít nhiều chương trình, thí dụ ngoại ngữ thì mình học tiếng Pháp, thì sau đó mình học tiếng Anh. Nhưng mà cái thời đó thì không cần phải biết tiếng gì hết, là thích hát là hát thôi. Mà thời đó đánh cho vần ra tiếng Việt hát, phiên âm là tiếng Việt. Vậy thì lúc đó hồi nhỏ đấy, anh mê ca sĩ nào của ngoại quốc? Tôi mê nhiều lắm. Mỗi người ta có cái hay của người ta. Mà thời hồi xưa là thí dụ giống như thời bây giờ là một người nhạc sĩ người ta viết một bài hát thì mình nghe mỗi người ta trình diễn cái bài hát đó như thế nào. Là mình học ở cái đó. Con em có nghe thấy là có thời gian anh trong ban Tuổi Xanh của bà Kiều Hạnh, xin anh nói thêm về ban đó. Nếu mà 53 tôi vào Sài Gòn thì lúc đó tôi mới có 6 tuổi. Thì khoảng 1-2 năm sau thì tôi vào tôi hát cho chương trình của bà Kiều Hạnh. Thì hát tới năm 11, 12 tuổi đó. Thì không đi hát nhạc Việt Nam nữa. 13 tuổi là đã bắt đầu hát nhạc Mỹ đó, và hát ở trong các câu lạc bộ của người của người em Mỹ ở Việt Nam rồi. Trước đây thì Jimmy có phỏng vấn cô Hoàng Oanh thì cổ có kể là hồi bé như là anh với coi song ca đó. Có song ca nhiều lắm, là vì thí dụ như là người trưởng ban người ta xếp như em này thì hay hát song ca với em này. Có cái duo một đôi song ca một. Thí dụ như hồi xưa Quốc Thắng thì hát với Kim Chi. Hai người đó là thần đồng hồi xưa. Hát hay lắm. Hình như chị của anh là Bích Chiêu, cũng Chiêu là trong ban thiếu nhi luôn. Đúng rồi. Nhưng mà chị cũng nghỉ sớm lắm, chị đi ra chị hát phòng trà. Vậy thì có khi nào mà anh và chị Bích Chiêu có song ca với nhau hoặc là hát chung? Song ca nhiều lắm chứ. Hồi đó hai chị em hát song ca với nhau, hay là hát làm chung ban nhi đồng mà. Nhưng mà giờ chị lớn hơn, chị đi hát ở phòng trà. Thì tôi cô đơn lẻ loi thì mới nhảy sang Hoàng Oanh. Giá như mà anh cứ theo nhạc Việt mà đôi khi lớn là thành đôi song ca Hoàng Oanh Tuấn Ngọc. Thì nổi tiếng hơn bây giờ nhiều. Thưa anh, nhắc đến những ban nhạc trẻ đó thì anh thì kỷ niệm với ban đầu tiên của anh là ban nào ạ? Ban nhạc trẻ hả? Thì ban nhạc đầu tiên tôi hát là năm tôi 17 tuổi, ban Black Caps. Hồi xưa là ca sĩ của ban nhạc đó là nam ca sĩ Paolo bây giờ này. Mà lúc đó chắc có chuyện hai bên thì anh ta nghỉ. Thì tôi vào năm 17 tuổi. Là bắt đầu đi hát gọi là chuyên nghiệp á. Ở đó bao lâu thì qua ban nhạc khác ạ? Chắc hình như một năm, một hai năm thôi. Là đi hát cho hát với Black Caps, là mình hát nhạc cái thời đó là ban nhạc Beatles á. Rồi những ban nhạc Anh nổi tiếng thì mình hát những cái nhạc đó, mà nhất là nhạc của Beatles. Xong nhưng mà sau đó tôi lớn hơn một tí thì tôi đi hát Khiêu Vũ Trường. Cũng là nhạc Việt Nam hay là nhạc ngoại quốc luôn ạ? Nhạc ngoại quốc rồi. Tại là hồi đó thích hát nhạc ngoại quốc lắm. Để cho người ta nhảy đầm. Thực sự để người ta nhảy đầm thì hát nhạc gì người ta cũng nhảy hết. Đúng vậy. Người ta vào để người ta nhảy thôi. Mình không hát người ta cũng nhảy. Đôi khi hòa tấu thì người ta cũng nhảy được nữa. Rồi từ bao lâu thì là qua bên ban Bốn Trái Dâu anh? Bốn Trái Dâu bây giờ héo hết rồi. Năm 2009 không nhớ rồi, tôi là cái người mà chẳng bao giờ tôi để ý tới thời gian đấy, nhưng mà khoảng năm 1969 nếu tôi nhớ không lầm. Top 5 trước hay là Strawberry 4 trước ạ? Top 5 trước, năm 66. 1966. Đầu tiên là lập ban nhạc đó để hát ở ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng hồi đó căn cứ của người Mỹ, nhiều căn cứ, nhiều cái binh chủng ở ngoài đó. Thành ra người ta rất cần ban nhạc ở Sài Gòn của để ra đó trình diễn. Top 5 là 5 người là gồm anh rồi ai nữa? Tùng Giang, Thụy Ái. Thụy Ái là đánh lead guitar. Rồi Minh Phúc.
Trương Minh Phúc. À, rồi có, tôi. À, có Billy Sheng không anh? Không, Billy Sheng là làm là lại ban nhạc khác với anh Đức Huy. Ờ, dạ. Rồi Paolo cũng hát một thời gian ở ban nhạc đó. Top 5. À, rồi. Dạ. À, nhắc đến những ban nhạc trẻ thì em xin khoe với anh cái hình này. Nó hơi to chút mà phải mở ra. Biết anh còn nhớ không? Thanh Tân. cái này là hồi đã hát cho đài truyền hình Mỹ đó. Ồ dạ. Cái tôi và người đeo kiếng là Billy Shane, Đức Huy và Tùng Giang ngồi đánh trống, bốn người. Bốn chai dầu. Ừ, bốn chai dầu. Bây giờ còn hai chai. Đúng. Nhắc đến ban Strawberry Four này thì có thay đổi người không anh, hay là cứ giữ bốn người này cho tới lúc mà tan rã thôi? Dạ, giữ cho tới lúc tan rã. Dạ. Tan rã thì là ban nhạc khác. Nhưng mà cái ban Strawberry Four thì chỉ có bốn người này. Dạ vâng. Trong thời gian này thì những bài hát nào mà ban Strawberry Four thường hay trình diễn cho anh? Nhạc Mỹ thời đó mình hát nhạc Top 40. Cái ban cái bài nào mà ở trong cái đường nổi tiếng trên đài thì mình hát thôi. Dạ vâng. Em cảm ơn anh thật nhiều với những kỷ niệm này. Mà sau một vài giây phút thương mại thì anh Tuấn Học sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Tuấn Ngọc. Thưa anh, nhắc đến thời nhạc trẻ bên cạnh nhạc sĩ Tùng Giang, rồi Đức Huy, Billy Sheng thì bên cạnh đó em thấy anh cũng có liên hệ chặt chẽ với nhạc sĩ Trường Kỳ. Xin anh nhắc thêm về người nhạc sĩ mà gọi là vua nhạc trẻ đó. Không, thực sự Trường Kỳ thì là nhà báo. Dạ. Thì là vì nhà báo thì ra anh cũng hay phỏng vấn các ca nhạc sĩ, thành ra quen biết Trường Kỳ. Khi mà anh chuyển qua hát nhạc Việt Nam thì cơ duyên từ đâu nó lại đưa đẩy trở lại về nhạc Việt Nam? Cơ duyên là chắc là như Jimmy biết là năm 84, 1984 là tôi dọn sang Hawaii. Tôi làm với ban nhạc những ban nhạc Mỹ tiểu bang đó, ngay là Waikiki thì làm 5 năm. Sau đó cái duyên trung tâm diễn xưa có mời tôi hát chẳng hạn như những cái cuốn băng như này. Đúng rồi, cái cuốn băng này Lời Gọi Chân Mây. Lời Gọi Chân Mây
Cái băng này tôi hát dở lắm. Em thơ dài từ trời theo ta xuống biển vượt đời ta trôi. Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quần nỗi buồn một nơi. Tạ ơn đây, Jimmy đang cầm trên tay đây cuốn băng Lời Gọi Chân Mây với sự kết hợp của Tuấn Ngọc và Thái Hiền. Đây là lần đầu anh trở lại hát nhạc Việt Nam ở hải ngoại phải không? Thực sự đây là cái cuốn băng sau 5 năm mà tôi đi Hawaii. Yeah. Mà trước khi đi tôi cũng có hát một ít bài. Yeah. Thâu cho những cái trung tâm hồi đó. Uh-huh. Cũng vài bài Việt Nam, không có một cái đĩa như là cái sau này đĩa này. Dạ. Và em thấy là trước năm 75 anh cũng có hát bài Bao Giờ Biết Tương Tư rồi. Hát đúng rồi, hát ở đài TV thôi. Dạ. À xin lỗi, hồi đó cô Lệ Thu cũng dạ. làm một cái đĩa gọi là đĩa tứ quý. Dạ. Thì có mời tôi hát trong đó. Thì trong đó là có bài Bao Giờ Biết Tương Tư. Dạ. Anh Jimmy cũng còn giữ cái cuốn băng tứ quý này. Lại cũng cái đĩa này cũng là cái đĩa mà tôi hát dở nhất luôn. Bởi vì lúc đó là đang ở trong hát nhạc ngoại quốc. Ngoại quốc. Dạ. Tôi còn nhớ có một lần đi sang Pháp trình diễn thì Lệ Thu có nhìn cái cuốn băng này. Dạ. Đừng bày bán ở trong khi mà nghỉ giải lao, nghệ sĩ nghỉ giải lao thì Lệ Thu nhìn cuốn băng này đùa với tôi là ông Tây hát tiếng Việt. Và tôi cũng nhờ cái câu đó mà bây giờ tôi tập phát âm tốt hơn. Ồ, là phải luyện tập lại. Thì người ta chê mình học hơn là người ta khen mình. Dạ đúng rồi. À mà nhờ như vậy mà. Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi. Tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết rộn ra buồn vui đời em dưới mưa. Ôi biết em tim này mang như lòng giấy, tình yêu lấp đầy rồi biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Và nhắc đến những tháng ngày mà anh ra hải ngoại đó, thì khi qua bên Cali này thì em thấy anh cũng có làm một cuốn băng là Tâm Sự Gửi Về Đâu. Uh-huh. Yeah. Năm 1991. Yeah. Trong này có cái bài Trên Ngọn Tình Sầu. Dạ đúng vậy. Của nhạc sĩ Từ Công chủ Phụng. Chủ đề của đêm nhạc của chúng ta. Dạ. Với dòng thơ của nhà thơ Du Tử Lê và dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Và nhắc đến cái cuốn CD này thì phải nhắc đến cái hòa âm của nhạc sĩ Duy Cường. Yeah. Thưa anh, thì anh đã có cái cơ duyên cộng tác với nhạc sĩ Duy Cường như thế nào ạ? Hồi đó Duy Cường cũng là một những người nhạc sĩ mà đắt giá lắm. Yeah. Ai cũng muốn mời Duy Cường hòa âm thì tôi hát cho trung tâm Diễm Xưa. Dạ. Vì Cường hòa âm. Dạ vâng. Hình như trước đó cũng có vài bài hát cho. Bây giờ có nhiều cái hồi đó có mấy cái bài trung tâm nhỏ nhỏ bây giờ không biết đi đâu mất. Dạ. Thành ra tôi có dịp lần đầu tiên là tôi cộng tác với Duy Cường. Dạ. Trong gia đình của nhạc sĩ Duy Cường hay nói chung là đại gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy
thì anh cũng có sau đó là làm rể của nhạc sĩ Phạm Duy. Vậy thì bây giờ mời anh nhắc thêm về nhạc phụ của mình, đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy thì mình không cần phải nói nhiều. Yeah. Đối với tôi, ông là người nhạc sĩ vĩ đại nhất yeah. của chúng ta. Yeah. Nhưng mà tôi cũng biết nhiều về nhạc sĩ Phạm Duy khi mà tôi đến với gia đình của ông. Yeah. Từ lúc mà tôi kết hôn với Thái Thảo. Là vì trước đó tôi cũng chỉ nghiên cứu về nhạc Mỹ nhiều. Yeah. Tôi không để tới nhạc Việt Nam. Yeah. Mà sau đó vào thì hát mấy cuốn băng Kiều với từ cái Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử. Yeah. Thì cũng có dịp lâu lâu có dịp nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Duy. Yeah. Là vì ông cũng là người ít nói. Ồ vậy ha. Tim vang còn giây lát, hơi run còn thơm ngát, dương gian còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhạt tan. Bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến, với bao nhiêu niềm xao xuyến, đời vắng xa như mẹ hiền. Ôi một lần nước náu, đi trên đời chẳng lâu, trong trăm mùa xuân héo, tay hái biết bao niềm yêu. Dăm eo xèo nhân thế, chưa phai lòng say mê, với đôi ba lần giản dối, đời vẫn ban cho ngọt ngùi. Ôi ơn đời cho... Vậy thì với ca sĩ Thái Thảo thì khi mà hai anh chị cưới nhau thì bây giờ ít thấy chị Thái Thảo hát trên mọi... Tại vì chị nhường tôi đi hát để chị ở nhà. Yeah. Vì hát hai người nhiều khi đụng chạm... Chị nổi quá đó, thành ra chị nhường tôi. Yeah. Nói đùa chứ, bây giờ tự nhiên thích ở nhà hơn. Chị Thảo. Chị Thảo chị thích ở nhà. Yeah. Trông nom gia đình. Dạ yeah, vâng. Thì cũng tốt. Yeah. Trong các anh chị em trong nhà của anh thì em thấy từ chị Khánh Hà, anh Tú, Lan Anh, Thúy Anh, Lưu Bích vân vân, rất là nhiều những nghệ sĩ đó thành danh, đặc biệt là nam ca sĩ anh Tú. Thì anh nói thêm về anh Tú. Anh Tú là em trai thôi. Và ở nhà tôi có cái điều vui vui là mấy anh em mặc dù cũng ảnh hưởng nhau lẫn nhau, dạy dỗ nhau. Yeah. Nhưng mà mỗi người đi theo một cái con đường âm nhạc riêng của mình. Yeah. Thì tôi với Tú là hai cái style khác nhau hẳn. Yeah. Tú thích hát nhạc Pháp. Nhạc Mỹ hát cũng tốt nhưng mà rất thích hát nhạc Pháp. Yeah. Và cũng hát nhạc Việt Nam, nhạc trẻ nhiều hơn. Là cái loại nhạc tôi hát. Thành ra mỗi người có một hướng đi riêng. Yeah. Có bao giờ mà hai anh hát chung với nhau trong chỉ một chỉ cái... hồi còn yeah. trẻ mà đi hát nhạc Mỹ ở trong những câu lạc bộ Mỹ thôi. Yeah, vâng. Chứ còn sau này thì không có dịp hát chung với nhau. Oh, yeah. Nhạc Việt Nam. Yeah, vâng. Em thấy vừa rồi trên Thúy Nga Dynasty thì gia đình của anh cũng cùng ngồi chung hát lại với nhau những bài nổi tiếng trong gia đình của mình. Thì cảm giác của anh như thế nào khi cùng ngồi lại hát với thì, các em của anh? Thì hồi xưa anh em chúng tôi là hát với nhau mỗi đêm. Đi làm vui lắm. Không có gì vui bằng hát với gia đình mình. Thành ra đó cũng là cái dịp trở lại để nhắc đến những kỷ niệm hồi đi hát với nhau. Dạ vâng. Em cảm ơn anh thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài giây phút thương mại thì ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ trở lại cùng với quý vị. Làm sao
The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và dự màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Thưa quý vị, lần trước đó thì Jimmy có giới thiệu về chương trình Trên Ngọn Tình Sầu, đêm nhạc chủ đề Từ Công Phụng sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 lúc 6 giờ 30 phút ở rạp Sài Gòn Performing Arts Center. Thì trong chương trình đó thì bên cạnh tiếng hát Tuấn Ngọc thì chúng ta còn thấy có Y Lan, Đình Bảo, Thiên Tôn, Trần Thu Hà, Năm Chồng Kẻ, Anh Dũng, nữ ca sĩ Phi Khanh, Đồng Lan và Xà Diệu Nga vân vân. Thì hôm nay chắc cũng lâu lắm rồi mới có dịp mời được hai tên tuổi lớn của thanh nhạc Việt Nam. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nhạc sĩ Từ Công Phụng và nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin hỏi là thưa chú, chương trình này đó thì vì sao chú lại chọn chủ đề Trên Ngọn Tình Sầu và những ca sĩ này tại sao là chú lại lựa chọn? Những ca sĩ này thì theo đề nghị thôi. Ừ. Chú ở xa đâu biết là ca sĩ nào, trừ Tuấn Ngọc ra. Mối thân tình của chú và đương nhiên. Dạ. Để chút xíu chú nói cảm giác của chú mà khi nhận được cái CD đầu tiên Tuấn Ngọc hát cái bài của chú. Thì cái Trên Ngọn Tình Sầu sở dĩ lấy cái tựa đề Trên Ngọn Tình Sầu là về để nhớ lại một người bạn thân. Yeah. Đã bao nhiêu năm quen biết với nhau và đã từng hợp tác với nhau làm bài nhạc. Yeah. Như Trên Ngọn Tình Sầu là thơ của Du Từ Lê. Yeah. Chú phổ thành ca khúc. Yeah. Và Ơn Em cũng là thơ của Du Từ Lê. Yeah. Chú phổ thành ca khúc. Yeah. Thì những cái bài đó đều chú nghĩ là đều được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Yeah. Thì để kỷ niệm người bạn vừa ra đi. Yeah. Thì cũng để lại một ít kỷ niệm trong lòng mọi người. Thì chú đã thực hiện chương trình này. Và nhắc đến những ca khúc mà chú vừa kể như Trên Ngọn Tình Sầu hay là Ơn Em đó, thì những bài đó thì được khán thính giả yêu thương với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Nhiều người, xin lỗi ngắt lời, nhiều người hát bài đó đều thích lắm như vậy. Dạ, nhưng mà Tuấn Ngọc hát hay nhất. Cái là chính nhạc sĩ nói chứ không nói. Mà chắc quý vị cũng đồng ý với Jimmy. Vậy thì mối thân tình giữa nhạc sĩ và Tuấn Ngọc có từ khi nào ạ? Để tôi nói, có từ khi mà tôi nhận được một cái CD giọt lệ cho ngàn sao. Dạ. Dạ. Tức là năm mấy Ngọc? 93. Năm 93 khoảng. Yeah. Khi tôi mở ra tôi nghe đó, Tuấn Ngọc làm tôi xúc động. À. Thực sự ra thì tôi biết, tôi quen và tôi biết Tuấn Ngọc từ ở Sài Gòn. Yeah. Ở thập niên 60-70. À. Lúc đó thì tôi thấy gia đình Tuấn Ngọc đi với cái ban Uptight và đi hát cho phòng trà mà ở Sài Gòn. Yeah. Thì mấy cả anh em rất vui vẻ, thấy đứng ngồi mà đợi ấy, dễ thương lắm. Yeah. Thế thì cái tình cảm sâu đậm thêm là khi mà tôi nhận được cái CD này. Yeah. CD giọt lệ ngàn sao. À. Và khi tôi mở ra tôi nghe đó, Tuấn Ngọc làm tôi xúc động vô cùng. Bởi vì
lúc bây giờ đó là chỉ có một giọng ca tiếng Ngọc có thể diễn tả được những cái bài hát của tôi. Mà tôi không, tôi chưa bao giờ ưng ý bọn ai hát cả. Thật sự. Thank you, cảm ơn. Thì nhất là những cái bài, những số bài, bài nào cũng hay cả. Tuấn Ngọc cũng diễn đạt tốt. Dạ, đúng rồi. Không phải nói là nhạc chút bài nào cũng hay, nhưng mà bài nào Tuấn Ngọc hát cũng hay cả. Dạ, đúng rồi. Không, mà trong cái đĩa này 10 bài, bài nào cũng hay hết. Thành ra cũng lừa đó. Hồi đó hay cái phong trào làm một cái đĩa 10 bài. Đúng. Thì lựa 10 bài không có nghĩa là gì, không có nghĩa là nhạc sĩ thì công phu chỉ viết được 10 bài hay này, nhưng mà mình phải coi hợp cho cái giọng mình đó. Dạ. Vậy thì anh là người chọn cái chủ đề cho cái cuốn này hay là có sự trợ giúp của ai không? Bài hát đó, bài vở đó thì hồi đó là cô Thiên Phượng và ca sĩ Thiên Phượng đó, và nhạc sĩ Duy Cường có giúp tôi để chọn bài. Là vì như tôi nói với Jimmy hồi đấy là tôi để ý tới nhạc Mỹ nhiều lắm. Bài mà nổi tiếng nhất của anh Từ Công Phục là bài Bây Giờ Tháng Mấy, đúng không? Nhưng mà tôi có hát bài Giọt Lệ Cho Ngàn Sau thì tôi rất thích. Đối với tôi đó là một những cái bài hay nhất của Hạnh Phúc. Nhưng mà bài đó hơi khó hát đó, thành ra ít người hát. Chỗ thấp, chỗ cao. Cái kế, tôi đã bảo Tuấn Ngọc làm tôi xúc động vì chỗ cao đó, nên rất là ngọt ngào. Mà không bị ré giọng. Mình xuống thấp thì rất là đầm ấm. Đúng rồi. Hay của Tuấn Ngọc ở cái chỗ đó. Sở dĩ mà nhạc của anh Từ Công Phụng mà cái khoảng gọi là cái interval nó lớn rộng là vì giọng rất tốt. Thành ra chắc là nhạc sĩ vừa hát vừa đặt, thành ra hát theo cái giọng của mình. Thành ra ca sĩ mà giọng mà hơi yếu một chút là cũng mệt lắm. Giống như Jimmy tập mà không được. Lên thì không xuống. Vậy thì những bài hát này, sắp xếp này thì anh có cái ẩn ý gì trong khi sắp xếp từng bài hát trong thứ tự đây không? Thí dụ mình thường thường thì cái bài mình cũng phải xếp sao để cho cái nhịp điệu cho nó đều với nhau. Nhưng mà cái bài đầu tiên hay bài cuối cùng cũng quan trọng lắm. Nhất là bài lời cuối ấy, Duy Cường viết bài đó cũng hay lắm. Mà đó cũng là một những bài tôi rất thích. Mà tôi thích nhất của lời của nhạc sĩ Từ Công Phụng đó là rất là đàn ông tính, nam tính đó. Không có trách người phụ nữ khi mà cuộc tình đã tan, đã đổ vỡ. Mà cái đó cũng là cái điều hay mà anh Từ Công Phụng đã nhìn thấy trước. Bởi vì sang đây là người phụ nữ là vùng dậy ghê lắm. Thành ra anh biết nẻ từ hồi Việt Nam rồi. Anh biết nẻ trước những người đàn ông khác. Bởi vì Jimmy nghe cái cuốn này thì những lời mà chú viết cho người phụ nữ lúc nào cũng cảm ơn tạ lỗi không ạ? Đúng rồi. Không có trách mà không có trách móc người phụ nữ, nhất là sau khi cuộc tình đã hết. Giống như người ta nói là không nên trách, không nên đánh phụ nữ dù chỉ là một cành hoa. Mà đánh bằng cái cây củi tạ.
Thưa chú, những cái sáng tác gần đây nhất thì chú có giao cho Tiến Thắng Tuấn Ngọc hay không? Chưa. Yeah. Trong tôi đang nghĩ là một ngày đó tôi sẽ thực hiện thêm một cái CD nữa. Yeah. Nhưng nó khổ nỗi là thực hiện CD nó tốn kém, bán kém được. Thời bây giờ đúng rồi. Bán được. Yeah, không, nhưng mà thời bây giờ mình người ta hay đem lên YouTube á. Yeah. Cũng là một cách bán đó anh Phụng. Thầy phải làm cách nào đó để điều chỉnh lại cái đó. Bởi vì một cái CD mới ra hoặc là một DVD mới ra, yeah, hôm trước hôm sau là nó không mua nữa. Dạ yeah, đúng vậy. Copy hết. Jimmy có biết hai cái đĩa này của tôi, yeah, là có bán ở trên iTunes. Dạ. Yeah. Mà ai bán thì cũng biết. Ủa, chứ phải anh bán hả? Không. Ờ. Hay ở đây bây giờ có nhiều cách buôn bán. Dạ. Yeah. Cuốn Tâm Sự Gửi Về Đâu và Giật Lại Cho Ngàn Sau. Dạ. Ôi, lúc đầu tưởng đâu là anh đã theo kịp thời đại bán ở trên iTunes rồi chứ. Tôi cũng muốn theo kịp mà tôi đi chậm một người ta một bước. Mà bây giờ cũng hay là có quyền bán hàng của người khác một cách tự nhiên. Trong cái đêm nhạc Từ Công Phụng này đó, thì những bài hát nào sẽ được giới thiệu? Chú có thể bật mí cho một chút xíu cho khán giả được biết hay không? Những cái bài nhạc mà những bài nhạc hay mà Tuấn Ngọc đã hát rồi thì đều có mặt trong chương trình này. Và những một số bài nhạc mới mà Tuấn Ngọc chưa biết, và một số những ca khúc mà cũng mới viết ở đây thôi. Thì đêm hôm đó là quý vị sẽ được nghe những ca khúc đã nổi tiếng từ ngày xưa cũng như ca khúc mới của chú. Sau một vài giây phút thương mại đi, con xin mời chú và cũng như ca sĩ Tuấn Ngọc nói thêm về đêm nhạc này. Xin quý vị đừng rời màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau vài giây phút thương mại. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy, cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Từ Công Phụng và nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Kính thưa quý vị, chương trình Trên Ngọn Tình Sầu mà Jimmy có giới thiệu với quý vị đó thì được nghe thêm một chi tiết là sẽ được diễn thêm một ngày nữa, bởi vì khán giả ủng hộ rất là nhiều mà rạp Sài Gòn thì chỗ ngồi cũng giới hạn, cho nên là bên cạnh ngày thứ Bảy ngày 28 thì nhạc sĩ và cũng như là Trung Tâm Thúy Nga sẽ tổ chức thêm ngày Chủ Nhật ngày 29 tháng 3. Ngày thứ Sáu. Ngày thứ Sáu à? Ok. Dạ. Và để đáp lại cái tình thương của khán giả thì ban tổ chức sẽ tổ chức thêm một ngày là vào ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020. Quý vị có thể liên lạc với Trung Tâm Thúy Nga ở số là 714-894-5811 và cũng như là ở ban tổ chức là 714-293-1294 hoặc là ở nhà sách Tú Quỳnh Vô Sa Ticket để chúng ta có được chỗ ngồi tốt. Bởi vì ngày 28 tức là thứ Bảy là VIP là cũng đã bắt đầu gần hết rồi. Cho nên quý vị nào nhanh tay khi xem chương trình này để chúng ta có cái chỗ ngồi tốt trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Bây giờ trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, thì với anh Tuấn Ngọc thì anh tâm đắc nhất là bài nào của nhạc sĩ Từ Công Phụng? 10 bài đó. Tâm đắc hết. 10 bài tâm đắc hết thì mới làm cái gì. Trong phải công nhận là Duy Cường phối khí bài này, cái CD này. Dạ đúng rồi. Và anh Duy Cường đã như là phần trước anh nói là cũng đã hỗ trợ trong cách chọn bài giùm anh trong 10 bài này. Có hình trong cái bìa là... Dạ, có, em có thấy cái hình của anh Duy Cường trong đây. Dạ vâng. Tôi cũng cảm ơn Thiên Phượng trong đó luôn là vì nó chọn bài cho tôi. Khi mà thâu, cái quá trình thâu âm nó có khó khăn gì không thưa anh? Thì khó hay khó không là thua mình càng khó tính thì càng khó. Mà tôi là những là một người một những người khó tính, khó với chính mình nữa bản thân. Thành ra thâu hơi lâu. Với chú thì chú yêu tiếng hát Tuấn Học là ở cái điểm nào và có bài hát nào làm cho chú rơi lệ khi mà chú nghe không? Rơi lệ thì không rơi lệ, mình đàn ông mà rơi lệ thì cũng xúc động. Nhưng mà xúc động. Xúc động vì khơi lại cái kỷ niệm của những ngày mình còn là thanh niên. Những ngày mình đã viết những bài này qua những xúc cảm, qua dòng xúc cảm mà chú đã
đã có được tháng ngày đó. Hôm nay thì Jimmy rất là cảm ơn nhạc sĩ Từ Công Phụng và cũng như là Tuấn Ngọc đã đến với buổi trò chuyện này để chúng ta giới thiệu về đêm nhạc Trên Ngọn Tình Sầu sẽ được tổ chức vào ngày 27 và 28 tháng 3 này. Xin chúc đêm nhạc thật là thành công. Và bây giờ còn vài lời cuối thì xin mời chú và cũng như anh Tuấn Ngọc gửi đến khán giả. Cách đây khoảng chừng 60 năm, yeah. trong những buổi sinh hoạt đầu tiên tại huấn viên đại học sư phạm, yeah. thì người ta nói là bỗng tự dưng có một chàng ôm đàn đến hát giữa đời, mà khi cất tiếng hát lên trở thành kẻ tình nhân. Lúc bây giờ thì, nếu mà Tuấn Ngọc mà hát với tôi thì đó Tuấn Ngọc trở thành kẻ tình nhân nhưng mà tôi thì và sau 60 năm kẻ tình nhân nay đã già nhưng mà tâm hồn vẫn còn trẻ, bởi vì cái nhạc Từ Công Phụng nó không phải là, có người nói là lúc mà tôi đi Mỹ đó thì nhạc Từ Công Phụng sẽ đi theo Mỹ qua bên này, nhưng mà họ nói là cái nó nhạc Từ Công Phụng vẫn còn đây, tức là còn ở Việt Nam, nó bàng bạc đâu đó. Khi mà chúng ta nghe lại chúng ta thấy cái tuổi trẻ mình lên tiếng, nó đại khái như vậy. Thì đó là cái điều mà tôi rất là vui, là một cái niềm hạnh phúc mà khán giả đã dành cho tôi trong suốt 60 năm ở với âm nhạc. Thì mà trong cái quãng thời gian 60 năm đó thì tôi lại tìm được tiếng hát của Tuấn Ngọc, diễn đạt được cái bản nhạc. Tôi thực sự tôi biết nhiều cái chỗ khó lắm, tôi biết là khó hát lắm, nhưng mà về sau này cái bài Mắt Lệ Cho Người trở thành top hit ở Việt Nam. Không, người ta thích lắm, nhưng mà những bài này bài đó khó hát lắm. Sau này thì có Tình Tự Mùa Xuân nhưng vẫn dùng cái lối mà cao trào lên cao xuống thấp. Rồi ta là thuộc cảm ơn tiếng hát của Tuấn Ngọc đã đưa những cái bài hát của tôi lên đến cao và lên xa, đi xa hơn. Báo chí thời đó nói chú là nhà của nhạc Từ Công Phụng nổi tiếng trước khi tôi hát, mà anh Từ Công Phụng anh khiêm nhường, anh dễ thương, anh khen, chứ mà nhạc nổi tiếng trước khi mà tôi hát CD này. Cảm ơn anh. Nhưng mà phải nói đây là một trong những cuốn CD giá trị mà được khán thính giả yêu thương nhất sau năm 75 mà cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có. Còn về lời cuối thì anh muốn gửi đến khán giả như thế nào? Cái mục đích chính của tôi hôm nay tôi ngồi đây là để nói chuyện về cái chương trình nhạc sĩ Từ Công Phụng. Lâu lắm rồi mới trở lại Quảng Cam. Thế ra chỉ mong là quý vị khán thính giả yêu người nhạc sĩ tài hoa Từ Công Phụng thì hôm đã đến cả hai buổi thật đông để ủng hộ người anh Từ Công Phụng. Không có cái niềm hạnh phúc nào cùng người sáng tác, người ca sĩ mà được khán giả nồng nhiệt
nồng nhiệt ủng hộ, nồng nhiệt là ưu ái. Cái đó là cái niềm hạnh phúc đưa tới cho một người nghệ sĩ làm văn nghệ. Thì thành ra tôi rất appreciate khán giả từ mấy chục năm nay. Có những lần mà tôi đi sau khi năm 75 tôi qua đây, năm 80 tôi qua đây đó, cũng có nhiều chỗ mời tôi đi hát lại. Thì xong trong buổi hát đó họ, tôi nói cũng có những bài tôi quên rồi, anh hát đi, tụi em nhắc đi. Rồi là một, thứ hai là những cái tại sao không in lại mấy cái tập nhạc ở Việt Nam, in lại đi. Tôi nói rùa, tôi mới qua, tôi nghèo, tôi mất tiền. Thế là cười, tôi cũng hay có ốc, nghĩa là trào phúng hay diễu cợt. Thì ra cứ là tha thứ cho tôi. Ý nói là cái tính cả phổ biến nhạc của chú mà khán giả đôi khi còn thuộc hơn cả chính tác giả nữa. Và bây giờ thì khán giả có thể muốn nghe thêm những tác phẩm mới cũng như tác phẩm cũ của nhạc sĩ Từ Công Phụng, thì mời quý vị hãy đến dự hai đêm nhạc ngày 27 và 28 tháng 3 tại rạp Sài Gòn Một Promenade với chủ đề Trên Ngọn Tình Sầu. Chúng ta thưởng thức dòng nhạc Từ Công Phụng với tiếng hát của anh Tuấn Ngọc, rồi Y Lan, Phi Khanh, Đình Bảo, Triệu Nga, Thiên Tôn, Anh Dũng, Năm Chầm Kẻ, để chúng ta cùng gửi lời cảm ơn với một vị nhạc sĩ đã dành cho nền tân nhạc Việt Nam những bông hoa thật đẹp và thật tươi thắm. Đó là nhạc sĩ Từ Công Phụng. Xin chúc chú những ngày tới nhiều sức khỏe, mong đón nhận những tác phẩm mới từ nơi chú. Cảm ơn chị My. Em cũng chúc anh Tuấn Học khỏe luôn, để thank được you. Có dịp nghe anh hát hoài. Cảm ơn anh và cảm ơn chú thật là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. The Chimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.